Hình như nó lên các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại mình đang ở trong cái căn nhà hoang này các bạn. Mình đã đến đây rồi. Nhiều vị khán giả là yêu cầu mình là đặt camera ở cái giếng này các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bởi vì hôm nay là trời rất là gió cho nên mình buộc phải dùng hai cái đèn này. Và ở đây có nước, có rượu và giấy tờ vàng bạc để mà cúng nha. Thì hôm nay mình để xem thử là mình gọi hồn ở cái giếng này được không nha. Theo cái yêu cầu của các bạn khán giả là yêu cầu mình đến quay cái giếng này á. Mình sẽ đi đặt camera nha. Có lẽ là xe cho nó hơi tối đúng không? Mình sẽ đặt camera ở đây để mình xem thử là có vấn đề gì xảy ra hay không. Có linh hồn nào ở dưới giếng này lên để nhận đồ không nha. Mình sẽ ngồi yên nha các bạn, để mình xem có hiện tượng gì không nha. Ồ, có chim cú. Không có hiện tượng gì các bạn ơi. Mình chờ thêm một lát nữa thử xem. Bởi vì gió cho nên là nhang nó cháy rất là nhanh các bạn. Hôm nay thì mình đi mình cầm theo có một cái camera thôi các bạn, bởi vì cái điện thoại kia thì vừa rồi nó bị trục trặc rồi các bạn, nó bị hư rồi.
Thưa các ngài, hôm nay con đến đây để mà cúng, thì nếu các ngài có mặt ở đây, ở giếng này, thì các ngài hãy hiển linh cho con biết nha. Vẫn không có hiện tượng gì các bạn, có lẽ là do mình ngồi gần và cái camera nó gần quá, nó rọi camera rọi sẽ ánh sáng quá, là gần quá là nó không dám lên, họ không dám lên, mình xích ra xa xíu nha, bắt buộc thôi, bởi vì không có hiện tượng, không có hiện tượng nên bắt buộc mình phải rời ra xa xa một xíu. Mình đang rời lên cái đám đông cát luôn các bạn. Hiện tại thì mình đang ngồi ở trên đống cát các bạn, và đang đặt camera trên đống cát nha, cách cái giếng khoảng tầm 6 mét các bạn, xem có hiện tượng gì không. Các bạn xem video thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Để mình có tinh thần mình làm những cái clip tiếp theo nha. Bây giờ là chỉ có ngồi chờ thôi các bạn, không biết làm sao. Thì mình rút kinh nghiệm rồi. Hôm trước thì cái video mà ma da, sân ma da các bạn, bộ hồn ma da, thì mình khi mình thấy nó lên á thì mình rọi đèn á là nó biến mất các bạn, không thấy gì, cho nên hôm nay mình sẽ không rọi đèn nữa nha, mình để xem nó làm gì ha. Nhang cháy đã gần hết rồi, nhưng mà hiện tượng vẫn không 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 chưa có gì các bạn ơi. Hình như là ở bên ngoài có một cái gì đó các bạn.
cao mất rồng. Hình như là ở bên ngoài có một cái gì đó các bạn. Mình để im xem nó có vào vào chỗ cái giếng không mà. Để im xem nó có vào chỗ cái giếng không mà đâu mất. Là nó lò ra nó thấy có cái bóng trắng trắng mà nó lò ra nó thấy cái camera của mình đang quay sáng hay sao nó không dám vô. Gì ta? Không thấy gì các bạn ơi. Các bạn có thấy gì không? Mình thấy cái bóng trắng trắng mà sao mình rọi lên nó chạy ra ngoài bờ rào mà các bạn không biết nó còn vô không. Hiện tại thì nhang này cháy gần hết rồi các bạn, xem như là buổi tiệc cũng gần tàn rồi, do là gió quá mạnh. Nhưng mà cái giếng dưới giếng vẫn chưa có hiện tượng gì lên. Thực ra thì do mình đặt cái camera gần lúc này thì nó chờ lâu nhưng mà không thấy gì, cho nên mình bây giờ camera xa. Mình chấp nhận rằng nếu có hiện tượng xảy ra ngay dưới giếng thì mình sẽ zoom gần cho các bạn xem nha. Cái gần mà nó sợ nó không dám lên, mình ngồi gần nó sợ nó cũng dám lên thì như không. Xem như là mình thất bại. Mình sẽ đi im xem nó làm gì nha. Hình như nó lên các bạn. Ha, nó xuống rồi các bạn, nó xuống mất rồi. Hình như nó lên các bạn. Mình xin lại gần xem cái gì nha. Nó cúc luôn rồi các bạn.
rõ ràng là mình thấy nó lò lên các bạn ơi. Mình chờ thử thì nó có lấy đồ gì trên này không, nhưng mà một cái nhang đã cháy hết rồi các bạn. Không thấy nó lấy cái gì. Và nó ngồi lên, nó dòm dòm rồi nó cúc xuống mất các bạn. Hình như là nó ngồi lên, nó dòm camera rồi nó cúc xuống sao á. Lúc nãy mình đứng thì mình không sợ nha, nhưng bây giờ mình đứng gần thì mình lại si giếng thì mình lại sợ nha. Tiếng mà nó ngồi lên là mình chạy liền nha. Các bạn thấy dưới đó có gì không các bạn? Cái gì đen đen các bạn? Cái gì đen đen nổi lên ấy? Đó. Các bạn thấy cái gì đen đen không? Ủa? Thôi thôi các bạn ơi. Nó mà nó lên nó tấn công một cái là xong á. Nếu mà các ngài có linh thiêng thì các ngài hãy lên trên này để nhận. Đốt vàng như đó thì nó lại còn y nguyên, nó không cháy đâu. Mình biết mà. Bởi vì nếu mình đốt mà không cháy, cúng mình đốt mà không cháy thì xem như là không thành công vấn đề là mình cúng đồ cho người ta nha. Cho nên các bạn ở nhà mà có đốt giấy vàng mã cúng thì hãy cho nó cháy hết nha. Không cháy hết thì xuống dưới đó người ta nhận không đúng. Chà nóng quá các bạn ơi.